Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực 3B các bạn. Cặp đực 3B nha. Chừng móng quạt hiện xương có lớn nè. Đó, bông ức các bạn thấy không? Lưng thẳng, dây hở. Đó, ăn uống rất giỏi, pin lực, da mỏng lông sát, chừng móng quạt hiện, lưng thẳng băng, mông to. Đòn dài. Đó, dây hở. Đích nè. Địch cơ muối đó các bạn không, chân móng đi hoàn thiện nè. Đó, bò này tầm 6 tháng rưỡi đến 7 tháng tuổi các bạn. Đó, mông chà bá, mông to nè, pin lực, lưng thẳng băng, đòn dài, chân móng hoàn thiện, xương cối lớn nè. Bò này tầm 6 tháng rưỡi đến 7 tháng tuổi nha các bạn. Đó, bông ức nè các bạn không, chân móng sò nè. Đó, lưng thẳng băng, đòn dài, dây hở. Cặp đực 3B này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu nha. Mới con đầu tiên các bạn, con số 1 nè. Da mỏng lét nè, lưng thẳng băng nè. Mông to nè, 3B. Đó, bò tầm 6 tháng rưỡi đến 7 tháng tuổi các bạn. Dài hở, đòn dài, bông ức. Cao 1m5 bò, đít cao 1m1. Con tiếp theo. Con này cũng cao 1m5 bò, đít cao 1m1 luôn các bạn. Cặp đực 3B này đồng khích nha luôn nha. Điều cao 1m5 bò đến cao 1m1. Giá là 33 triệu các bạn. 33 triệu cặp đực 3B này nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Da mỏng lét nè, mông to nè, da mỏng lông sát, pin lực, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối. Đó, cặp đực 3B đồng khích ra luôn nha các bạn. Điều cao 1m5 bò đến cao 1m1. Bò tầm 6 tháng rưỡi đến 7 tháng tuổi. 6 tháng rưỡi đến 7 tháng tuổi. Giá là 33 triệu cặp đực 3B này các bạn. 33 triệu nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Dài hở, chân móng hoàn thiện, xương cối lớn, cùng chân xương lớn, lưng thẳng, dài hở, mông to, cơ muối pin lực. Mông to, cơ muối, pin lực. Đó, bò tầm 6 tháng rưỡi đến 7 tháng tuổi. Cao 1m5 bò, đít cao 1m1. Cặp đực 3B này đồng khích luôn các bạn. Chân móng đi hoàn thiện hết. Giá là 33 triệu cặp đực 3B này nha. 33 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Cặp đực 3B, 6 tháng rưỡi đến 7 tháng tuổi. Cao 1m5 bò, đít cao 1m1. Giá 33 triệu.